Nào, ta sẽ đến phần ôn tập nha, Linh nhá. Bài tập số 1 này. Find the hidden words. Father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, wife, husband, and aunt and uncle. Được chưa? Nghĩa là con sẽ tìm cái từ mà bí ẩn. Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái ô vuông chữ này. Nhiệm vụ của con là con sẽ tìm những cái từ mà liên quan từ về về cái gọi là về các cái thành viên trong gia đình bị ẩn trong cái ô chữ này. Con có hiểu không ạ, Hà Linh? Con Con sẽ viết, con sẽ khoanh trên cái màn hình này luôn nhá. Con khoanh trên cái ô chữ này luôn này. Ví dụ này, ví dụ từ này chẳng hạn. Để con viết này, con khoanh nó vào ấy. Có hiểu không Hà Linh? có. Nào, con làm cho cô. Ơi Toàn. Cô cho con xem lại mấy cái từ kia. Được. Đây, các từ của cô đây. Sao? Khó tìm mà con. Nó tìm mãi là được. Thế cô cho bài này về nhà nhá. Được không? Ừ. Về nhà để có thời gian làm hơn nhá. Nào, vậy thì bây giờ con sẽ làm cho cô cái bài 2 này. Được chưa? Con có hiểu cái bài 2 này không? Nghĩa là con sẽ phải trả lời câu Con cảm. hỏi. Nào, làm thử cho cô bài này nhá. Làm bài này thôi. Bài kia nó cũng không có tác dụng gì lắm. Bởi vì mình cũng đã biết hết từ rồi. Nó chỉ kiểm tra độ tinh mắt của mình thôi. Làm bài này cho cô thôi. Mà
Viết khó à con? Hay nào viết nhanh nha. Ok, xong rồi đúng không? Nào, cô chưa bài nhá. This is a father. Con dùng ơn à? Ơn cũng được. This is a father. This is... câu này sai rồi. À, Linh ơi, and nó bắt đầu bằng âm A đúng không con? Nó bắt đầu bằng âm A, vậy thì âm A là một nguyên âm đúng không? Mà một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm thì mình phải sử dụng ơ hay là ân? Ăn chứ, đúng không? Câu này sai rồi. This is an aunt mới là đúng nhá. This is a brother, chính xác. Và this is câu này thiếu rồi. Câu này thì lại không có ơ ân này. Phải là this is a grandfather. Nhìn thấy chưa hả Hà Linh? Nhìn thấy không con?
Con nhìn thấy con thiếu chưa? Hello. Ok, được rồi. Nào, bây giờ cô với Hà Linh sẽ đi ôn tập để đi thi nhá. Ừ, nào, đợi cô một chút. Nào, mình sẽ thử nhá. Ok, nào cô chia sẻ màn hình này. Ok, nào mình sẽ làm bài tập số 1 nhá. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng. Trong bài tập này nghĩa là gì? Con sẽ nối tranh với cái từ đúng. Có hiểu không con? Có. Ừ, nào con làm cho cô bài này. Cô ơi, Ơi cô ạ, ơi con. có cần nối mẫu luôn Không, cái quả táo này người ta nối cho con rồi, con chỉ cần nối các từ còn lại thôi. Kể cả đi thi cũng thế nhá. Đi thi người ta nối mẫu cho con rồi thì con không cần nối lại đâu. Có hiểu không? sao cô cho con làm cái tiếng Anh lớp một? Ủa, con học lớp 1 mà. Con lên lớp 2 rồi mà. Nghĩa là năm nay con học lớp 2, con học lớp 1. Cô Năm nay con học lớp 2, năm nay con học lớp 1. năm nay con học lớp 2. Ơ thế sao lại cái con xem con lại học level 1? Học lại à? Ok thôi được rồi. Cô cứ tưởng từ trước bây giờ cô nghĩ Hà Linh học lớp 2, à lớp 1 chứ. Cô tưởng con học lớp 1 Hà Linh ạ. Nào đợi cô một chút nhá. Nào, cô chia sẻ màn hình cho con này. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ở trong bài tập đầu tiên này thì con sẽ đánh dấu tích vào câu đúng và dấu cross vào câu sai. Hiểu không ạ à, Hà Linh? Con có. Hà Linh làm cho cô xem nào.
Khó à con? Hà Linh. Không có. Sao vẫn chưa thấy làm được câu nào thế con? Khó không con? Đây. Hả? Không. Hơi khó. Sao lại khó? Cô ví dụ nhá. Câu số 1 này. This is my door. This is my door. Có nghĩa là gì con? Ừ, thế con trong bức tranh có phải búp bê không? Có đúng không? Đúng không hả Hà Linh? Thế con chỉ cần đánh dấu tích thôi. Câu nào đúng thì con đánh dấu tích này này. Câu nào sai thì con đánh dấu cross. Có hiểu không? Không có. Làm cho cô đi. Làm nhanh anh con. Con xong rồi. Đây, làm nhanh như thế, sao lại lúc nãy làm chậm thế? Nào, câu số 2, this is my train, chính xác. Câu số 3, this is my kite, chính xác. Và câu số 4, this is my teddy bear. Đúng rồi, tốt. Thế biết làm như thế sao mà lúc nãy anh không biết làm mà còn, lúc nãy chưa hiểu à? Nào, tiếp tục nhá. Bài tiếp theo này, look up the picture, look up the letters, write the words. Trong bài tập này thì con sẽ nhìn vào bức tranh và cũng nhìn vào các chữ cái để sắp xếp tạo thành từ đúng so với bức tranh đó. Có hiểu không hả Hà Linh? Con có. Làm cho cô xem nào. Con xong rồi cô. Nào, cô chữa bài nhá. Số 1 này, hand, chính xác. Số 2, câu này sai rồi. Sao lại viết I, E, E, S này? Ôi giời, đây là hình ảnh của cái gì hả con? Đây là hình ảnh của gì? Mắt. Đúng rồi. Mắt phải là I chứ. Phải là E, I, E, S nhá. Rõ chưa? Đúng rồi. Số 3 là do, chính xác. Ok, được rồi. Được rồi. Ok, Hà Linh ơi. Đấy, cái chết rồi. Cái camera nó làm sao ấy, còn không hiện lên mặt cô luôn. Nào, cô bảo Hà Linh này, mình sẽ có một buổi học bù nữa. Thì vào buổi học bù này cô vẫn sẽ ôn, là cái buổi mình sẽ không học mà cô sẽ ôn tập để cho con đi thi, được chưa? Thì mai mình học được không? Mai mình học lúc 5 giờ chiều luôn nhá. Được không? Để cho con nhớ lịch 5 giờ chiều giống hôm nay nhá Hà Linh nhá. Được không con? Lưu ý buổi hôm buổi ngày mai sẽ là buổi ôn tập và kiểm tra ở trên lớp của con nhá. Thế nên mình sẽ làm những cái bài ôn tập giống đề thi. Đã rõ chưa Hà Linh?
Vâng. Ok, rất là tốt. Được rồi, con đi chuẩn bị đi ăn tối đi. Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye and see you next time. Goodbye. Bye bye, Ali. Goodbye, con. Ừ.